Đây là hai người đàn ông xuất hiện tập đầu tiên của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân mùa thứ ba, là những người đàn ông giỏi giang, dễ thương, có khiếu, có gu về âm nhạc, được nhiều người yêu mến. Đây cũng có thể là anh Quang Linh. Đúng không? Đây có thể là Quang Lê. Không, Quang Lê mập lắm. Với vóc dáng này, chẳng lẽ là anh Long Nhật sao? Trời ơi. Không phải. Đây là hai bạn nam, xin khẳng định luôn là hai bạn nam nha mọi người. Có ai nói gì về giới tính đâu anh. Ủa sao mọi người cười như vậy? Trai gặt luôn á, mà gặt số rồi biết tới hay lùi thôi. Thưa quý vị, chúng tôi mang tới một món quà dành cho tất cả quý vị ở đây cũng như khán giả đang xem truyền hình. Món quà đầu tiên ở số đầu tiên phát sóng chương trình Bảy Nụ Cười Xuân, xin giới thiệu Jack. Và xin giới thiệu Kay Caleb A Lộc. KACM. Ủa nói nghe nè, hai bạn này tới để mở hàng cho em hả? Ủa thì em là mình lớn rồi nha Ngọc, đừng để em bút nó coi thường. Tuổi của mấy bạn này phải gọi Ngọc bằng cô lận. Năm nay nhiều gì mà tính như thầy vậy? Ở đây không có coi phong thủy cơ. Dạ, 20 tuổi rồi. Mới 20. 20. Dạ. 20 thì nhỏ hơn em. Ôi. Ừ, 20 là lớn hơn em có 1 tuổi hả? Em ơi. Nè, để anh nói một câu chân tình nè. Lúc em 10 tuổi là bé nó còn nằm trong bụng đó. Chị Ngọc 30 rồi. Hiền quá hả? Hiền quá. Chị Ngọc 30. Vậy tính ra lúc em học lớp 5 là bé mới sinh ra luôn á nha. Kay tên là Khánh, là Bảo Khánh, là điêu luyện. Đụng vô cái đờn nào cái đờn nó có tiếng liền. Em đàn được mấy loại đàn? Mấy cái có phím mà. Mấy cái có phím làm đàn được hết. Ví dụ như là piano nè, organ nè. Dạ. Bàn phím máy tính em đàn được không? Dạ được luôn à. Hồi đó học nhạc ở đâu rồi, học bao nhiêu năm rồi mà sao biết đờn giỏi hả? Em tự học hồi năm 7 tuổi. 7 tuổi là tự học lấy cái đờn ra học. Dạ. Không ai chỉ hết. Dạ không. Giỏi vậy? Dạ. Vậy là có là bẩm sinh năng khiếu trời cho đó. Là mấy cái có phím thôi, còn mấy cái có dây móc là bé nó không rành. Không. Vậy hả? Cái nào móc là em móc không được. Đúng rồi. Em là chỉ dùng này thôi, chứ còn này là không được. Mấy cái bài hát của mình như là Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, Bảo Bùng là chưa viết đúng không? Thì anh biết hết cái bài đó mà nhiều người thích. Thì thôi bây giờ vậy, lỡ mình đến với chương trình hai bạn cùng a cappella một đoạn không cần nhạc luôn, để mình gọi là tặng cho quý vị khán giả xem đài được không? Beatbook. Beatbook. Tự nhiên beatbook là gì? Beatbook. Hồng Trần trên đôi cánh tay á. Nghe che lại bớt để văng. Dạ. Mấy bạn dưới. Dạ ok. Thôi để che được rồi. Rồi. Chưa? Nãy mới ăn bún mắm đó. Hát bài gì vậy ba? Hồng Trần trên đôi cánh tay á. Bài đó là bài Sóng Gió. Đúng rồi. Bài Hồng Trần trên đôi cánh tay. Thiệt chán. Ca sĩ gì sáng tác xong không nhớ. Hồng Trần trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Lòng người ai đâu có anh, một ngày khi vô cánh tay. Từ người yêu hóa thành người xứng đến khi ta tự xưng. Người ta đang hát mà nức cục chứ gì trời. Mình tranh thủ mình làm lại mình về cho nhỏ ở trong kho đi. Nó đang hát mà nó bị đau bụng hay gì á. Ngày sao tôi đẹp vậy mà tôi vẫn ế vậy nè. Thank you.
chào mừng toàn thể quý vị quay trở lại với chương trình 7 nụ cười xuân mùa thứ 3. Thưa quý vị thân mến, mùa thứ 3 đã trở lại, hứa hẹn sôi động, dễ thương, hồn nhiên và nhí nhảnh hơn. Sẽ có những tiết mục kịch hay, sẽ có những trò chơi vui vẻ, sẽ có những cái màn trôn nhau điệu nghệ. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép một lần nữa giới thiệu khung giờ phát sóng của chương trình, đó chính là 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và xin tự hào giới thiệu những người đã làm nên chương trình 7 nụ cười xuân hai mùa vừa rồi rất thành công, trong đó không thể thiếu một chàng trai đẹp, tướng tá phong độ, tính tình hiền lành, không phải đâu, luôn nhường nhịn, Trương Thế Vinh. Thưa quý vị, đã có những người trẻ thì phải có những người lớn tuổi, những người có nhiều kinh nghiệm là cái nơi để các bạn tựa vai vào những lúc buồn vui và mệt mỏi. Anh đúng không? Không, anh nhìn cái đầu là còn ngon lắm. Cái đầu là còn ngon lắm. Ông chú tiến luật. Thưa quý vị, cuộc sống mà phải có âm, phải có dương, phải có hài hòa. Chúng tôi không thể không nhắc đến một nhân vật đã đi vào truyền thuyết của những trò gian lận, đó chính là hot girl cầu Bình Lợi Lâm Vĩ Dạ. Thưa quý vị, tồn tại song song với cái xấu là cái đẹp. Vì cuộc sống mà phải có đẹp, phải có xấu, phải có gian lận, phải có thật thà, có toan tính thì có những người trung thực, đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Vì sao trong chương trình của chúng tôi có nhiều vai mà Ninh Dương Lan Ngọc toàn đóng vai công chúa Bạch Tuyết, còn Lâm Vĩ Dạ toàn đóng vai bà già sói phù thủy? Nó có lý do hết. Tại vì em chấp nhận em làm xấu để tôn vinh vẻ đẹp của bé Ngọc lên. Bởi vì nếu làm cho Lâm Vĩ Dạ đẹp lên, đó là một cực hình của những người làm make up. Dạ đúng rồi. Mình làm khó họ đâu có được. Còn đây mệt mỏi lắm. Con bé đâu cần làm gì, chỉ vô tô miếng son đẹp rạng ngời mà không cho lo. Bởi vậy make up mình dạo này lụt nghề lắm anh ơi, không có lên tay nghề được, cứ thì vậy đó, rồi nhìn là biết không lên tay nghề rồi. Thưa quý vị, cuộc sống phải có luôn luôn những điều mới mẻ. Dạ. Ở mùa thứ ba chúng tôi quay trở lại với một điều mới mẻ. Tôi thích cái gì mới mẻ. Đúng vậy, xin giới thiệu người mới của chương trình trong thành phần mà những người chủ nhà, một người từng là một soạn giả về âm nhạc. Wow. Đi đầu về nhan sắc. Wow. Đã từng là người bao trùm về kiến thức. Wow. Xin giới thiệu hot girl cai lại lầy Thúy Ngân. Chưa có một cô hiệu phó. Wow. Nói chuyện không ai hiểu hết. Oh. Mà được cái mình thích, bả mình hay lấy cái dây thun mình bắn sau lưng. À. Xin mời cô hiệu phó Hà Rí. À. Thấy chưa? Và bây giờ một người chúng ta phải vượt qua mỗi ngày khi chúng ta đi học. Hồi xưa ở cái trường phổ thông khó ưa lắm, nhưng mà là người làm cho chúng ta biết giờ giấc là như thế nào. Bác bảo vệ Minh Dự. Bác về hả Mến? Giờ này cuộc sống bác ổn định không? Bác ổn. Bác vẫn nép mình vào cánh cửa để kiếm tiền mỗi ngày. Vẫn duy trì cái nghề bảo vệ của mình thôi. Nói chơi thôi chứ Minh Dự hồi xưa trong lớp mình là học giỏi lắm, mà không bao giờ bây giờ xao xuyến bởi chuyện tình cảm. Bao nhiêu đứa con gái lướt qua đời chỉ cần nhắm mắt và đi qua thôi. Ủa sao không, vậy? Không bao giờ mê một đứa con gái nào hết. Tại vì sao? Lo học. À. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhận lời mời của trường Bảy Nụ để quay trở lại trường để chúng ta làm một cái lễ kỷ niệm là 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Hy vọng quý vị sẽ có một đôi điều nhớ về cái ngày xưa của mình. Ai cũng có một thời đã qua. Xin trân trọng chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười. Xin chào quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với cái trò chơi đầu tiên để dạ, gọi là làm nóng tất cả mọi người thì chúng ta phải chia đội để vâng, cho nó cân bằng về lực lượng.
Ủa thì giờ chia đuổi như nào anh? Đó lại à, Lan Ngọc qua đây đi hả? Qua đây. Rồi Minh Dự qua đây. Đứng qua đây. Đó, đứng vô giữa, đứng vô giữa. Đứng vô giữa. Đây Dự, em thích Dự lắm. Duyên dáng. Bây giờ trò chơi là karaoke rất đơn giản. Chúng ta nghe một bài nhạc gốc, sau đó nhớ lời bài hát nghe Dự. Ví dụ như là thì anh cứ đi đi hay cứ đi đi đó, là mình ghi lại cái lời bài hát. Dạ. Yeah. Ghi đó. Sao cho dễ nhớ nhất phải không anh? Đúng rồi. Sau đó mình, sau đó một lần sau người ta sẽ mở nhạc không lời để mình hát theo. Dạ. Yeah. Đội nào ấn tượng hơn, nhớ thuộc vũ đạo giỏi hơn thì chiến thắng. Ok. Âm nhạc bắt đầu. Có những mối tình, có những ta những mối tình, có những tháng ngày bên nhau bên nhau bên đây. Tiếng Thái mà hát tiếng Việt. Ta lắm bó năm nay, ta lần này ta lần xa lần kề, ta lần xa đi lần xa lần sâu, đi xa bà lấy đi xa bà lấy. Nhạc mà hát với tiếng gốc đó là tiếng Thailand. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử người đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay đó là Minh Dự đã ghi chép được những gì. Ta là nghe ta, ta là cố gắng lắng tai nghe, sao mà không hiểu khi nghe nó khó quá trời. Ủa gì vậy? Đấy, này nó câu cuối. Sao mà không hiểu khó nghe quá trời. À. Khó nghe quá trời. Khó nghe quá trời. Rồi. Đây, phiên bản tiếng Hàn. Về ô ô ô ô về, chênh 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 đầy, trong mây xa rơi về, cha bông chi về, ru về cho mình cái chênh. Đó, em biết tới đó thôi à? À. Em nghĩ là em sắp sáng tác nhạc Thái được luôn rồi anh. Ghê vậy. Ô ô ô tìn, ô tì bi quành, ô tì bi quành, ô trà. Hay hay, tiếng này không phải tiếng Thái đâu. Đại chiến lực nè, chim mai chim mai, xăm cà lên lại chi hoành, u ra siêu mại, sáng ông mấy bà chi hoạch, ủa gì, tao lắm. Này của Lan Ngọc nè, ta bay ta búng mây bay cũng không mua mây, ô lánh, khum tay khum tay khum là. Tại lúc mà đang nghe cái thầy á, thầy cứ hát trên tai, có con nghe được thầy hát vậy con ghi vô. Đây. Mua rồi chiên giòn. Tào lao. Rồi mình hát trước nha. Khà. 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 Âm nhạc bắt đầu. Minh Dự, chữ ai chữ dữ vậy? Theo tôi đánh giá là chưa có sự sáng tạo nghệ thuật. Chúng em không? Cống hiến hết mình là được rồi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tổ mình hát tăng ca hay tốt ca hay đơn ca hay sao? Tăng ca, loạn hát, loạn rap. Đội em với một cái chiến thuật là kể ra một cái câu chuyện tình yêu và sau khi câu chuyện đó kết thúc thì nhạc mới bắt đầu. Rồi. Dạ. Bắt đầu. Na 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 na. Ô chô ô chàn đấy bỏng bá lại trai khẩm bá lại sầm sùm ra nà na. Ngày xưa ngày xưa. Ở một đất nước láng giềng Thailand. Lọt bá lại nai sầm răm sập rục sập re lòng bá hói làng này. Có cặp đôi yêu nhau, gái xinh đẹp, trai hói đầu. Lèo khạp rồi cho bà ta, nào bà thọt nà.
nó có pom lẽ có lõm pom lẽ có đèn tho lẽ con khóm làm lẽ khóm lõm lẽ lõm lẽ khóc 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 này cũng chìm mềm khóng khóng lẽng khóng lẽ khóng lẽ mà lõm rồi họ tung tăng chở nhau đi dạo bên bờ suối. Khi vào rừng sâu, cô gái không yêu chàng trai nữa, bỏ đi về với người đàn ông khác. Khom mà nại phom là có khọp lè, khọp mà ra thọp có là khọp lò, khọp lò mày lại khọp mì khọp, khọp đi khọp vô đi à, hồi lắm đi thôi, đã từng chở quái đi còn mà thôi. Tôi bạch, tôi buồn vì cuộc tình này. Chập cái thẻ phom tôi là cái thom đã kết thúc với cô ấy. Tiếp phom là chính vì thế tóc tôi rụng rất nhiều. Sắm mất khảm khai khoảng lai nại ta. Rồi 3 năm sau. Ủa chi dân là Thu Trang nà. Và tiếng lực có Thu Trang. Là bò cái tạc cái đây xàm nè, xàm nè. Xàm là, xàm là. À đây là người dẫn chị mà gọi là hay nhất hiện tại ở Thái Lan. Bây giờ là phần chấm điểm từ tất cả khán giả ngồi tại trường quay. Bao nhiêu người thích? Chờ đợi bên đây. Một, hai, chị ba. Các bạn ơi, tại sao vậy chứ? Đưa lên đi em. Em áo dài. Đừng có tiếc, đưa lên đi em. 15 người. Em thấy xa xa có 30 bạn nữa kìa anh, sao không tính? Xa xa có 30 bạn trên lầu nữa kìa anh. Đúng rồi. Phần trình diễn của bên đây, ai like giơ lên. Cánh tay của các bạn đâu hết rồi. Nói gì nữa, ở vòng đầu tiên đó là vòng khởi động thôi mà đội chúng ta đã mang về 1 điểm, xin chúc mừng. Vậy? Hai vợ chồng tôi đang nhảy. Nhảy cái gì mà nhảy từ 4 giờ rưỡi sáng nhảy tới bây giờ? Trời ơi trời, sức khỏe đâu nhảy dữ vậy? Giờ mới có 4 giờ rưỡi chiều thôi mà anh. Nhảy cái kiểu gì mà nhảy mười mấy tiếng đồng hồ? Nè, muốn nhảy đi ra ngoài công viên. Ở đây là cái sân chung của ba nhà chứ không phải là của một mình nhà ông. Ủa anh ơi, vợ chồng tôi nhảy là mang đến không khí vui tươi cho cái xóm này mà. Cái gì đâu mà bà này chui qua ông kia chui lại kiểu đó, đó là trời ơi, không biết gì về nghệ thuật quê quá. Tôi nói nghe cái này nghệ thuật nhảy xong khỏe lắm. Nhưng mà tôi nói nghe nè, mình có thể nhảy, có thể làm cái gì cũng được. Nhưng làm ơn là cho nhạc nó nhẹ nhàng được không? Thiếu gì nhạc nhẹ nhàng sao mình không nhảy? Mà mình đi nhảy cái loại nhạc gì đâu mà cà tưng cà giật. Nhạc nhẹ nhàng giống như tôi nè, là mấy người muốn nhảy tới sáng mai cũng được. Cho mà cái gì Bluetooth gì trong cái này là cái gì? Không biết. Tôi mượn cái Bluetooth này rồi tôi mở nhạc cho nghe rồi cho nhảy. Thì nó tên là không biết. Không biết hả? Ừ. Tên nghe cũng ứa gan. Rumba. Rumba. Buồn
làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên u sầu. Qua bao nhiêu dải dầu mà lại nỡ qua cầu giang ngang. Ba đã già, ba đã yếu, ba tiểu đường mà ba còn hát. Thời gian chậm chờ đợi ai khi trên đầu bạc cả tóc. Con không tin đây là kết thúc sau những năm tháng vất vả ngược xuôi. Ba muốn chết bỏ con một mình. Ôi con buồn quá. Biết tụi nói về ai không? Biết tụi nói về ai không? Biết tụi nói về ai không? Đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, cái đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, cái đồ bất hiếu. Ba đang hát mà mày nhảy vô cái họng của ba. Mày ngồi, mày làm cái trò trong đó hả? À, ba ghê vậy đó. Bài hát của người ta đi chế chế lòi lum. Chế cái gì? Trời đất ơi, con gái mà hát ba cái nhạc cà tưng cà giật thì mà hát được hay thiệt á. Tưng giật gì, người ta đang là trending đó. Bà đúng như vậy, đúng như vậy. Cô thích, cô thích lắm, cô thích lắm, cô thích bắt cái bài con lắm. Thôi nha, thôi nha. Thích lắm thì giờ gán có đứa con đi rồi nuôi dạy nó, rồi cho nó nhảy cà tưng cà giật vậy đi. Tại vì vợ chồng tôi đang kế hoạch. Ồ, kế hoạch gì mà kế hoạch từ lúc đám cưới tới bây giờ cũng mấy chục năm rồi hai đứa vẫn còn kế hoạch vậy? Năm ngoái tôi định đẻ rồi nhưng mà ở trên hội phụ nữ kêu khoan từ từ đẻ, năm nay dân số phường đang đông. Ta không có con nhưng mà người ta còn biết quý trọng, còn ba có kìa, coi con làm sao. Ba nhưng... có mà phải nuôi dạy con đàng hoàng, có một đứa con gái một à. Trời đất ơi, bận đồ kìa, như đi như mày đi giật đồ vậy đó. Sao ba cứ là con hoài, con đây con giật luôn, con sẽ bỏ ra đi. Con ơi, đi đâu vậy con? Qua nhà của cô chú ở đi. Cô chú không ơi, cô chú mê con gái lắm, qua ở với cô chú không? Ê, về, về đây lại, về đây lại. Kêu con về mà anh cứ la hoài, sao con nó dám về? Nó là con của tôi, còn mấy người đó lo nhảy nhót đồ này kia kia nọ đó thì không có lo đẻ thì ráng mà chịu. Tại vì ở chung xóm tôi thấy anh la mắng con cái hoài tôi bực. Tôi la mắng con tôi là tôi dạy khôn nó. Có thấy đứa con gái nào ra đường như nó vậy không? Tôi thấy như vậy rất là đẹp, rất là thời trang và rất là trẻ trung. Chua. Anh đừng có ác cảm với con cái. Nó yêu nghệ thuật kệ nó đi. Đúng như vậy. Qua chú chị con nhảy. Trời ơi. Hip hop mà mình cũng nhảy. Ủa, đó, vậy đó. Đó, 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 vô, đó, đó. Thôi nghe, thôi nghe chưa. Cái gì mà ông chậm vậy? Ta. Ông ra ông coi. Cái nhà bên kia là cái nhà mà cây độc không trái nè. Gái độc mà không con nè. Nè, anh nói gì kỳ vậy? Cây nào không trái? Sao đó. Anh biết tôi không có trái? Hả? Cây bên kia không trái kìa. Nói gì vậy mà coi được hả bà? Để yên hả? Cái gì đâu mà cái xóm có ba nhà. Hồi xưa mười mấy nhà rồi người ta tới người ta mua, người ta dây dựng giải tỏa người ta đi hết trơn. Giờ còn có ba nhà mà tụi bay cũng yên ổn. Bay ra tụi bay quậy phá riết quán cà phê, tao không có một khách luôn. Quán chú ế từ trước tới giờ sao đủ thừa tụi tôi? Khẩu nghiệp nha con. Cái quán cà phê này ế chứ là tập quá nó đông hả? Chú bậy. Ngày xưa bạn mà bạn nhảy chung với tụi tôi á, tới đi ngủ một phê rất nhiều. Do cái ông này ổng chửi quá đi, không ai dám tới luôn. Đúng rồi, do ba con khó quá đó chú, nên khách. Ủa cái gì vậy, người nhà sao không binh người ngoài? Bớt cãi nhau lại, còn đừng đụng tới gia đình người ta. Mỗi gia đình một hoàn cảnh mình đâu có biết đâu được mà mình nói. Đúng như vậy, giống như cái sân này vợ chồng tôi muốn khiêu vũ thì thay kệ đi, mắc gì anh ý kiến hoài. Nhưng vậy? Mà cũng phải lựa giờ, từ sáng tới chiều ai mà chịu nói. Nhờ nhảy vậy đó mà tiệm hớt tóc của tôi không có một người qua hết. Anh đừng có nói vậy, tại vì cái xóm này nó quá buồn đi, cho nên vợ chồng tôi phải nhảy để cái xóm này nó sơm lên. Thôi thôi, nhức đầu quá, đi vô. Thôi, đi ba, đi vô đi. Chi vậy? Để cho khách khứa là đi vô nhà nhảy bà. Khiên cái này vô. Đi vô nhà nhảy chồng. Ôi riết rồi, xóm có ba căn nhà mà nó chữ nhau riết là không có một khách tới. Con đã về, con đã về, con đã mua quà về rồi. Daddy, trời ơi, mua nhiều quà lắm nè, đi đây, đây, đây con. Vậy rồi hả, đợi chút, đợi chút. Trời ơi, hôm nay con mua được nhiều đồ đẹp lắm nè. Đây, đây, đây. Dạ. Daddy. Sáng không, sáng không? Ồ, sáng, đẹp quá. Đây, đi, 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 đẹp cho con nè. Trời ơi, Daddy ơi, đẹp quá. Trời ơi, Daddy dễ thương quá. Cảm ơn Daddy. Mua quần áo hả? Đẹp không Daddy? Trời ơi. Đó, hợp với con không? Ủa cái này mà để lau cà phê là ngon ha. Ớ gì vậy đó đi, cái này của người ta tới hả, cả trăm triệu đó. Thôi được, không kẹt, muốn xài nhiều xài. Thôi đi đây đem cất cho. Dạ, cất giùm con vô nha. Rồi chuẩn bị cơm nước rồi ăn cơm. Dạ.
Thôi Daddy sắp giùm con đi. Cảm ơn Daddy. Trời, má chưa bao giờ làm vậy với con luôn á. Con có phải là con ruột của ba không vậy? Mày điên hả? Cha con ruột nào mà ôm hôn nhau ngoài đường ngoài xác vô đó. Ây da, ây da, ây da, nóng, nhẹ thôi, nóng. Đi, cởi áo ra đi, nhanh lên. Được rồi, từ. Nhanh lên. Ô, wow. Sao, đã không? Thôi mai. Cha con ruột gì đâu mà thoải mái với wow không vậy? Chết rồi. Cái đi. Ôi nghe coi. Đi, ơi. Đi ra cửa đi. Anh không nghe cái gì không? Anh không nghĩ như tôi đang nghĩ không? Tôi nghĩ cái còn ghê hơn ông đang nghĩ. Mà nghĩ cái gì? Tôi nghĩ là hai người họ vô trong đó Quéo. Có thể là cha con họ. Tôi đã từng trải qua rồi mới có con này tôi biết. Ngồi xuống tôi kể cho nghe. Nhưng mà cha con mà sao kỳ vậy ta? Chuyện gì vậy cô chú? Trời ơi, tôi thấy gì nè. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì bây giờ có chênh lệch cái tuổi nó cũng bình thường. Thí dụ mình gặp nhau mình hợp thì mình đó, không hợp thì thôi, đừng ai nấy đi. Nhưng mà phải gọi nhau là anh em hay cái gì chứ sao gọi cha con đúng. Mà đi quéo kỳ lắm. Tại vì ngại với tất cả mọi người. Ngại. Đúng không? Bởi vì sợ người ta nhìn vô người ta cười chê. Ngại mà Thanh Thiên Bạch Nhật mà ôm hôn nhau mà kêu ngại. Ôi, thấy sao chứ con cũng thấy bình thường mà. Mấy lần đó mấy người khách đi vô cái xong mỗi lần đi về là ba con cũng hay vậy nè. Đâu gì đó. Cái đó khác. Trời ơi, anh dắt về tìm anh bởi vì không làm ăn nên là đúng rồi mà anh đổi thừa ai. Trời ơi, cái đó là người ta bo cho tôi. Tôi hớt tóc, tôi massage người ta. Người ta bo cho tôi là tôi cầm tiền nè. Cảm ơn nghe. Vậy thôi chứ làm gì đâu mà. Tôi nói cái vụ kia. Hai người này là có vấn đề nè. Ông này á, gọi là sugar daddy. Còn con bé đó là sugar baby. Ủa vậy chú này bị tiểu đường hả? Không phải, sugar daddy là cha tiểu đường đâu, tào lao. Cái này là cái tiếng lóng. Sugar là cục đường. Nè, đường là đường bán cà phê nè, hiểu không? Ông bán cà phê, ông lấy tiền. Ông nuôi con bé này nè. Con bé này là baby, là con nít đó, hiểu không? Trời ơi, con nít quỷ chứ con nít gì mà nó không cặp cặp một... Sugar daddy. Trời ơi, tao quýnh chết nha. Quýnh chết nha, biết cái gì không? Không có ai cái con nào mà nuôi mà không ăn á. Đúng rồi, thì hồi nãy thấy chú cũng rất là thỏa mãn trong đó. Chắc là cũng có ăn uống gì trong đó rồi. Mà con bé này nó xài ghê vậy chứ, mấy trăm triệu. Trời ơi. Đi, bây giờ một ông già, ổng không có gì khác ngoài tiền. Còn con bé kia không có gì khác ngoài nhan sắc. Thì một người bỏ tiền, đúng. Một người bỏ sức. Đúng. Với lại cái tuổi của chú nữa, hiểu không? Ổng là ổng bị lâu rồi. Cho nên bây giờ ổng thấy là ổng rất là hào hứng. Nãy giờ chồng tôi vừa áp vô cái nghe kìa. Cởi đồ ra đi ba. Ôi da, nghe cái đó là thấy rồi, đúng rồi. Nhưng mà làm vậy mình cũng bị ảnh hưởng nha. Sao vậy cô? Tại vì khu phố mình là khu phố văn hóa. Mà lại xuất hiện một cái cặp nó không có văn hóa. Đúng rồi, nó nghĩ nó, sao mà nó trái với cái luân thường đạo lý như vậy thì tụi mình hàng xóm mình bị ảnh hưởng. Đúng chứ. Rồi đó, không được đâu, cái này mà không được. Ôm ấp nhau kiểu đó. Mà đúng. Bây giờ quan trọng là bây giờ có ai biết giá nhỏ này nhiều không? Chứ vậy, ông ủng hộ đó hay gì? Hỏi đi ba. Không phải. Ý là tôi hỏi là giá trị của con nhỏ này nè. Nó xài của ổng biết bao nhiêu tiền rồi. Để mình phải nói chuyện với ổng chứ, để nó gạt hết tiền ổng. Lúc đó ổng còn cái mạng không rồi, nó bỏ ổng nó đi bây giờ đó. Nhưng mà bây giờ ai nói? Không ai nói mà ông chú này ổng tin hết. Tại vì ổng đã quá mê muội rồi. Ê ông làm gì vậy? Ba lớn rồi nha, té chết giờ á. Ê làm gì vậy ông anh ơi? Mà khoái tao chết thì sao vậy? Leo cỡ này té kiểu gì chết? Lo lắng cho cũng là. Chú Bảy ơi. Ê chú Bảy. Bảy người ta đang tẹn trong đó. Tẹn cái gì thì muốn gì thì ra gặp nói đi luôn cho mà rồi. Đứng đó mà đổ thừa bà bây giờ. Đứng đây đi. Tôi thấy có một cái tấm lưng trần mồ hôi không nha. Ê rồi. Cái gì vậy? Gì vậy? Bảo vệ con nè, con chú muốn làm gì con đâu. Làm gì lấp ló ở nhà tôi vậy? Không phải là lấp ló. Ông anh, tôi nói thiệt với anh á, tôi nể anh lắm. Tôi biết anh cũng khá giả. Nhưng mà thí dụ như mà có mà ăn một mình là không hay đâu ông anh à. Nói gì vậy? Ý là tôi nói với ông á, là sống là phải có đạo đức. Ông là luôn rao giảng đạo đức. Mà bây giờ á, tôi thấy là như vậy là không được. Chú, làm gì cũng kính chút. Chỗ còn sớm cái sân này, ba cái nhà nó chỉ vô nhau làm gì biết hết trơn á. Người ta là phi công lái máy bay, còn hả con kia nó lái máy cài nè. Ê hiểu rồi. Cái kia của con đâu rồi?
Tôi có làm gì đâu cái kia. Mà kia là cái gì? Cái đựng cái này đâu? Cái hộp à? Dạ. Ủa sao đứt vậy? Ôi quá trời vàng luôn kìa. Cất đi con. Phải lao nè. Trời ơi chị cho em hỏi với. Hả? Chị làm cái này có khỏe không? Khỏe ru, làm gì đâu. Trời ơi vậy hả? Ôi khỏe ru luôn kìa ba. Gì vậy? Cưng cưng cho chị hỏi trời cái ơi. cỡ tuổi chị còn được không cưng? Mà nói cái gì? Nói gì đó. Bây giờ buôn bán ế quá. Bán ế hả? Bà đi xin làm cái chị. Mọi người đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi đang nghĩ cô gái này không đàng hoàng. Hả? Con gái tôi, con gái nuôi của tôi. Con gái nuôi thì ai mà chẳng biết. Nhưng mà nuôi rồi thì đã ăn thịt rồi. Ủa chú nói gì vậy? Cô bé. Dạ. Để tôi nói, tôi đại diện cho hai nhà tôi nói cho nghe. Hả? Cái gì cũng được, nghề của ai người đó giữ. Nhưng mà cái khu này khu xóm văn hóa, làm gì thì hai người ra chỗ khác. Khách sạn, thiếu gì. Đúng ha, rồi. Không có dẫn về đây được. Sớm này là sớm văn hóa. Anh nói đúng không? Chú, đúng. Chú bán ế là tại vì chú hay dắt tầm bậy tầm bạ về đúng. Quán chú đó. Mắt Phong Long luôn, hai tiệm kế bên. Sớm này là sớm văn hóa chứ không phải là sớm gà. Ủa? Tự nhiên là cô chú nói con là gà hả? Không phải, tôi không có nói gì đó. Nói tóm lại là cô chú và ba con nói chú là sugar daddy, còn đây là sugar baby đây nè. Đó. Rồi chát qua lại. Mấy anh chị cứ nghĩ trong đầu tàu lao tầm bậy tầm bạ nên mấy tiệm anh chị ế là vậy. Cái đầu của anh chị để trước mình nuôi dạy con cái. Vậy thì bây giờ chú nói đi, hồi nãy giờ chú làm gì trong đó mà chú rên dữ vậy? Tôi xông hơi, tôi đang bệnh rất là nặng. Ba con đang bệnh, đang bị cảm. Tôi phải xông hơi cho nó thoát cái chất độc ra. Mà nãy nó nóng quá tôi chịu không nổi. Mà tôi phải cố gắng, khi mà mồ hôi nó tát ra rồi là tôi thấy phải. Trời đất ơi. Nhưng mà cái con bé này đâu ra? Tôi ở đây từ bao nhiêu năm tôi biết nó là ai đâu mà vô đây mà đúng. Cởi trần ra xông hơi hả? Anh dắt người lạ về cái xóm này lỡ làm gì ảnh hưởng tới tụi tôi sao? Rồi, mấy anh chị tốt ghê mà ảnh hưởng. Nó tên là Ngân, nó là con ruột của hai người bạn mà tôi coi như là anh em ở bên nước ngoài. Nó về đây nó chơi, rồi hai người bạn mới gọi điện nhờ tôi nuôi dưỡng nó mấy tháng. Với lại nó cũng thích cái tình cảm gia đình hơn là ở khách sạn. Ba con nói ở đây cô chú sớm ở vui vẻ lắm, thế nào cũng chào đón con mà. Chưa có dịp giới thiệu với mấy cô mấy cậu mà mấy cô mấy cậu nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thôi con xin lỗi chú, này không phải lỗi của cô chú bên kia đâu, của ba con. Ôi luôn, mày không biết phải con gái thôi, nó tố tôi nãy giờ luôn á trời. Tự nhiên ba con lại rồi nói hả tùm lum đủ thứ về chú. Đúng với lại rồi. Chị Ngân hết á. Hồi nãy giờ vợ chồng tôi không có ai nghĩ gì hết, nhờ ông anh đơm đặt mà hiểu sai về chú hết trơn á trời. Thiệt. Trời đất ơi, cũng mấy người này rình trước, qua đây rình. Rồi tôi nghe là á, tôi hỏi cái gì vậy? Nói là bên này là hai người này nói là trong này là đang có chuyện. Thì khi tôi tới là cái lúc mà ông anh xuất mồ hôi ra tôi đâu có biết. Nãy ai bắt cái ghế qua? Thì tôi bắt. Ai leo lên cái ghế đó? Hả? Tôi bắt, nhưng mà tôi bắt cái ghế qua là để tôi coi có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng là tôi vô tôi nói chuyện, chứ không phải cái chuyện mà muốn nói sao nói. Ở trong một khu phố mà chỉ có 3 nhà thôi. Con tôi nó về nó chơi rồi vài bữa nữa nó cũng đi nước ngoài lại. Các anh chị làm ơn vui vẻ trong những ngày tháng sắp tới. Vậy thì con gái con dắt khách về sớm này đi con. Gì? Dắt khách về sớm này ủng hộ sớm á. Đó, bạn bè thì kêu tới chơi ủng hộ. Có làm tóc làm nail thì qua bên đây. Đó. Có ăn uống thì qua bên đây. Dạ. Uống cà phê nhà mình nha con. Bạn con nhiều lắm để con dẫn về, nhưng mà cô chú bác sẽ discount 40%. Cái gì? Dạ không, đó gọi là discount. À, discount 40%. Là hớt tóc luôn hả? Hớt tóc. Tóc này hớt cho ông vậy em nội? Tóc tôi đâu có đầu hớt thì... Qua nhà chú. Tóc thắc dài mà nha. Mỗi ngày ông đổi một kiểu. Không cảm, tại vì hớt tóc mà không có tóc người ta không có tin. Cho nên mỗi ngày phải đội một chút vậy đó. Chứ tóc bình thường là sao? Trời ơi. Đổi vô. Ủa vậy là anh bị... Đổi vô. Phải giới thiệu cho cả sớm biết luôn. Chứ mình sớm gì với nhau không mà giấu giếm ba đây làm gì. Đổi vô, không phải ba giận con đó. Mà... Hàng sớm này. Bây giờ có nó tôi mới tự tin. Thôi vô nấu cơm ăn. Thôi đi vô nấu cơm ăn ba ơi. Ê bạn ơi, tên gì vậy? Mình tên Lè. Lè, mình tên Ngân. Bữa nào qua chơi nha. Ok. Làm móng miễn phí, cắt tóc miễn phí luôn nha. Ok, mình ra ngoài nha. Bye bye. Con ơi, muốn mua gì qua đây mua cho cô nha. Dạ. Tập khiêu vũ đi con. Chú chỉ cho con. Thôi. Thôi con vô ba con Lè, bye bye cô chú. Lè, mở cửa con Lè.
Trời ơi, con tôi nó nhốt tôi luôn rồi mọi người ơi. Ở đây nhảy với vợ chồng tôi vui dữ lắm, nhạc lên. Trời ơi, lẹ ơi lẹ. Mở cửa. Chết rồi, cứu, cứu. Để tôi. Đi cái chân. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.